Chào mừng tất cả các bạn khán giả đã cùng quay trở lại với VCS 2023 Hưng Đông và mình là Maidora. Rất vui khi được đồng hành cùng với các bạn trong mùa giải lần này. Và mở đầu trận đấu ngày hôm nay sẽ là cuộc đối đầu giữa Sài Gòn Buffalo và MGN Bắc Esports. Có lẽ hiện tại sẽ không còn quá nhiều mục tiêu cho cả hai đội tuyển, nhưng mà có lẽ ngày hôm nay và cũng như những trận đấu còn lại của họ thì Mai nghĩ vẫn sẽ rất quan trọng để họ có thể cống hiến cho quý vị khán giả một tinh thần của VCS, đó chính là không bao giờ bỏ cuộc. Vậy nên các bạn khán giả ơi, chúng ta hãy gửi thật nhiều lời cổ vũ cũng như là những tình yêu thương đến các tuyển thủ trẻ của chúng ta nhé. Và mình là Maidora, xin mời tất cả các bạn cùng quay trở lại với bài bình luận của chúng tôi ạ. Vâng, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với VCS 2023 Hường Đông. Mình là Bá Điền và bên cạnh mình là anh Minh Trí cùng với anh Hải Dương sẽ là bình luận viên của trận đấu đầu tiên của ngày hôm nay. Cuộc đối đầu giữa Sài Gòn Buffalo đối đầu với MB. Vậy thì anh Minh Trí, hôm qua anh cũng đã bình luận trận MB đối đầu với Team Flash rồi. Thì anh nghĩ sao về phong độ hiện tại của họ? MB thì hiện tại đang có một cái phong độ cũng được coi là đang cải thiện dần qua thời gian mà thôi, chứ cũng chưa cụ thể hóa được bằng một cái chiến thắng nào cả. Nhưng mà ít nhất thì họ cũng không phải là đội thua cả 14 trận trong tại mùa giải này vì đã có được chiến thắng từ Severus trước đó rồi. Vậy còn anh Dư, anh nghĩ sao về phong cách chơi của Sài Gòn Buffalo? Tôi nghĩ là Sài Gòn Buffalo đang gặp khá là nhiều vấn đề ở cái khâu là kết thúc ván đấu. Còn về cấm chọn của họ cũng đang là một dấu hỏi rất là lớn, bởi vì họ đang không tận dụng được cái bộ đôi đường dưới của mình như là một cái bộ đôi có thể carry trong những trận đấu quan trọng. Bởi vì vậy họ đang đánh rơi những trận đấu thực sự là ảnh hưởng đến cái tấm vé playoff của họ. Ở thời điểm hiện tại, cái tấm vé vào playoff trực tiếp của Sài Gòn Buffalo đã không còn, mà họ buộc phải kéo Severus Esports đến với trận đấu tiebreak khi mà cả hai đội có cùng tỷ số là 7-7, thì đó mới là hy vọng duy nhất của Sài Gòn Buffalo ở thời điểm hiện tại. Vâng, và chúng ta cùng đến với bảng xếp hạng. Khi mà Sài Gòn Buffalo họ đang có cho mình là thứ hạng 5 và cái tỷ số của họ là 5-7, thì hôm nay như anh Dương đã nói thì họ bắt buộc phải thắng được MB để mà có thể có được cho mình là 6-7 và cố gắng thêm một trận thắng nữa khi mà họ phải đối đầu với Gam ở trong tuần thi đấu ngày hôm nay để mà có thể sang bằng tỷ số 7-7 với Severus Esports. Nhưng mà nếu Severus Esports anh ta bọn họ thắng một trận nữa thì sao ạ? Thì sẽ mất luôn cả vòng vé playoff của Sài Gòn Buffalo, đúng không anh Dương? Đúng là như vậy. Sài Gòn Buffalo cần có hai điều kiện. Một là họ phải thắng trận đấu này với MB và thắng cả trận sau khi mà đụng độ với Gam Esports. Trong khi đó họ phải mong đợi là Severus Esports sẽ ngã ngựa trước Team Secret với cả SBDC Esports, thì lúc đấy hai đội tuyển này mới có đồng điểm là 7-7. Và khi mà 7-7 ở vị trí số 4, số 5 nghĩa là ảnh hưởng đến vé playoff, nghĩa là chúng ta sẽ phải có một trận đấu tiebreak để giành vé giữa hai đội tuyển Severus Esports và Sài Gòn Buffalo. Nhưng đấy là một cái điều kiện mà không phải là một tay Sài Gòn Buffalo có thể mang đến được. Họ phải thắng và họ phải mong Severus Esports thua. Vậy thì cái việc mà Sài Gòn Buffalo họ vào playoff không chỉ nằm trong tầm tay họ mà còn nằm ở cả Severus Esports nữa. Và chúng ta cùng đến với lịch thi đấu tuần này, khi mà hôm nay thứ sáu Sài Gòn Buffalo sẽ đối đầu với MB và sau đó sẽ là trận chiến giữa Gà Hồng và các chú cao bồi là SBTC Esports vs lại Gam Esports. Trong thứ bảy thì chúng ta sẽ có Team Flash đối đầu với Team Well, Team Secret với Severus và cuối cùng chủ nhật Severus Esports đối đầu với SBTC, Gam và Sài Gòn Buffalo. Có rất là nhiều trận đấu được xem là tâm điểm ở thời điểm hiện tại, đặc biệt là trận đấu tiếp theo đây là cuộc đối đầu giữa SE và Gam. Mặc dù là Gam đã chắc suất có được vị trí cao nhất của bảng xếp hạng VCS rồi, nhưng đây là một trận đấu mà tôi nghĩ rằng cái quyết tâm của hai bên vẫn còn rất cao. Còn trong khi đó, trận đấu ở thời điểm hiện tại, cuộc đối đầu giữa SGB và MB thì như đã chia sẻ từ trước đó, SGB vẫn cần phải chiến thắng trong ngày hôm nay và sau đó họ phải mong chờ hai thất bại của Severus để tìm kiếm một tấm vé đánh tiebreak với Severus. Và nếu mà Severus ngày mai họ gặp Team Secret mà họ thắng ý, mà SBDC không thắng Gam trong ngày thi đấu hôm nay, thì cái cuộc đua đến cái top 3 hay là top 2 cũng đang trở nên rất căng thẳng. Team Well đang là đội có lợi thế hơn. Chỉ cần SBDC không thắng trước Gam Esports thì Team Well sẽ là đội có lợi, bởi vì họ chỉ phải đối đầu với Team Flash, một đội bây giờ là đang không có cái hy vọng vào playoff nữa vào ngày thi đấu ngày mai. Nếu Team Well giành chiến thắng luôn
thì Cerberus bắt buộc phải thắng cả SBTC Esports thì mới có thể leo lên được cái ngôi vị là top 2 trên bảng xếp hạng. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì cái vị trí sau GAM Esports nó vẫn đang còn để ngỏ cho tất cả các đội tuyển. SBTC đang có một tuần thi đấu cực kỳ khó khăn khi mà họ đụng độ với cả GAM lẫn Cerberus. Nhưng đấy là chuyện của SBTC Esports, là chuyện của cặp đấu sau. Còn ở thời điểm hiện tại, chúng ta sẽ đến với đội hình thi đấu của Sài Gòn Buffalo. Không có gì thay đổi so với những tuần thi đấu trước, khi mà đường dưới của họ vẫn là Taki Sogan, đường giữa là Froggy, Guri đi rừng và đường trên là Hasmet. Vậy với cái đội hình của Sài Gòn Buffalo, anh nghĩ đâu là điểm then chốt để mà giúp đội hình của Sài Gòn Buffalo trở nên mạnh như thế này ạ? Sài Gòn Buffalo đang có một mùa giải mà Froggy đi đường tốt hơn rất nhiều so với những mùa giải trước, và chúng ta đang thấy rằng Froggy đang là một cái người giúp cho Sài Gòn Buffalo có được lợi thế ở giai đoạn đầu trận. Nhưng ở đường dưới thì tôi nghĩ là tâm điểm nó sẽ là cấm chọn của Sài Gòn Buffalo mà thôi. Còn giờ thì chúng ta đến với đội hình của MBE thì vẫn không có quá gì sự thay đổi đối với MBE, khi mà vẫn là Summer ở khu vực đường trên, Tomio ở khu vực rừng, Nugu đường giữa và bộ đội đường dưới đó chính là Slowzy cộng với Zodiac. Thì nhìn chung thì MBE cũng đang muốn gọi là gắn kết cái đội hình này hơn để chuẩn bị cho những mùa giải sau đó nữa. Và khi mà anh Dương lúc nãy anh nói về cái giai đoạn cấm tròn giữa Sài Gòn Buffalo cùng với KMB, thì anh so sánh xem là đội nào họ sẽ có được cái lợi thế trong về mặt cấm tròn, thì từ mặt cấm tròn sẽ qua được cả việc mà vận hành trận đấu giữa hai đội. Thực ra là về cái tâm lý của hai đội khi bước vào trận đấu này nó sẽ rất khác nhau. MB là một tâm lý rất thoải mái, họ bây giờ là thi đấu theo kiểu là để tập luyện đội hình cũng như là để thắng được ai, gạt dò được ai thì tốt. Nghĩa là cái tâm lý thi đấu của họ vô cùng thoải mái. Trong khi đó Sài Gòn Buffalo, họ thắng trận này xong họ phải gặp GAM Esports mà họ buộc phải thắng cả hai trận đấu này, thì nó một tâm lý áp lực rất là lớn. Thì khi mà bạn cấm chọn theo kiểu áp lực và theo kiểu nó thoải mái rất là dễ, MB hoàn toàn có thể để cho đối phương có những sự lựa chọn, muốn chọn tướng nào cũng được, họ sẽ chọn cho tướng một vị tướng kéo được cho Zodiac, những cái chất tướng kéo này như kiểu là Thresh này rồi Nautilus cho Zodiac, không có thì chúng ta đánh Rakan, và một cái chất tướng xạ thủ carry cho Slowzy mà thôi, các vị trí còn lại thì có thể tự chơi. Trong khi đó Shogun ở Sài Gòn Buffalo mùa giải này anh ta đang đánh những cái chất tướng cấu rỉa hơi nhiều, và khi mà anh ta đánh một con Varus cấu rỉa ấy thì cái khả năng gánh đội của anh ta bị giảm đi. Trong khi đó thì chúng ta có thể nhìn thấy được là Sài Gòn Buffalo đang ưu tiên cho Hasmet có được những sự lựa chọn carry ở đường trên nhiều hơn, và Hasmet cần phải thi đấu thật sự tốt để có thể đảm bảo được chiến thắng cho trận đấu này của Sài Gòn Buffalo. Và chúng ta cùng nhìn vô phần bình chọn đến từ các bạn khán giả, khi mà Sài Gòn Buffalo lại chiếm rất là nhiều phiếu bình chọn đến từ các bạn, 96%, và trong khi đó MBE họ chỉ chiếm được có 4% mà thôi, sau khi mà họ để tour Team Flash vào ngày hôm qua. Thì anh Minh Trí, anh có nghĩ như thế nào về phần bình chọn của các bạn khán giả không ạ? Thực ra thì phần bình chọn này cũng không có quá gì đặc biệt cả, một cái sự áp đảo đến từ Buffalo, nhưng quan trọng thì nhìn vô đây sẽ Sài Gòn Buffalo có những áp lực nhất định. Họ cần phải thắng trong ngày hôm nay để giữ được cái hy vọng bước vào playoff. Còn trong khi đó đối với MB thì có sự thoải mái hơn, cho nên chắc chắn biết đâu sự thoải mái đó là chính là mấu chốt tạo ra bất ngờ trong ngày hôm nay. Vâng. Vậy thì chúng ta nói lại cái vấn đề khi mà Shogun anh ta chọn cho mình những vị tướng như là cấu rỉa, như là Varus. Thì khi mà đi cặp với Shogun là Taki, anh ta cũng chọn cho mình là Caitlyn ở khu vực đường dưới, để mà có thể ra mà tạo một cái khoảng cách lớn khi đi đường với đối phương. Vì trong cái trận vừa rồi với Team Well, Sài Gòn Buffalo thể hiện cái đội hình đó không được tốt lắm, với Chase ở khu vực đường trên, Varus ở khu vực đường dưới cùng với cả Caitlyn nữa. Thì ở trong ván đấu này với một đối thủ đang yếu thế hơn mình, nhưng mà mặc dù là bị áp lực, thì anh có nghĩ là bên phía của Sài Gòn Buffalo sẽ mang cho mình cặp đôi nó một lần nữa không ạ? Thưa anh, với MB thì tôi nghĩ rằng Sài Gòn Buffalo có thể chơi cái cặp đôi đấy được, nhưng cái vấn đề vẫn luôn là tâm lý thi đấu của Sài Gòn Buffalo ở trong cái giai đoạn lượt về này, tôi cảm giác nó chưa được thanh thoát lắm. Và MB cấm chọn rất đơn giản, không cho Sài Gòn Buffalo cái cơ hội đánh cặp đôi hai xạ thủ ở đường dưới này. Họ quyết định cấm đi luôn cả Caitlyn Varus. Trong khi đó Sài Gòn Buffalo đã quyết định cấm đi Annie, Lucian và Nautilus, những chất tướng mà MB hoàn toàn có thể chọn ở trong lượt chọn đầu tiên. Nhưng họ vẫn đang nhả ra Saya. Rất có thể là Sài Gòn Buffalo chủ động nhả Saya để chọn đầu tiên luôn cho Shogun. Nếu mà nhả Saya dành cho Sài Gòn Buffalo thì MBA vẫn còn cho mình là Senjuani, để mà xem coi là đối phương sẽ chọn những đường khác như thế nào, ví dụ như là đường giữa hoặc là đường trên, để mà có thể có cho mình những quân bài có thể gọi là khắc chế được đối phương.
mà khi chọn Ragaz như thế này thì bên phía của Sài Gòn Buffalo đang mời chào MB chọn Lucas Sioni và để hỏi ra rất nhiều vị tướng ở khu vực đường dưới dành cho cả hai xạ thủ. Quyết định từ MB là một con bài thuận tay và phần nào đó đang giúp cho phong độ của Torrio đang lên cao với Colisin, nhưng mà vẫn chưa quyết định khóa, đổi qua nhẹ con LeBlanc ở khu vực đường giữa. Đây có thể là một tín hiệu hơi nguy hiểm cho Sài Gòn Buffalo bởi vì Lugu bị cấm liên tục con LeBlanc này kể từ khi anh ta đem con LeBlanc ra và giành chiến thắng trước Cerberus Esports. Thì Lugu bị cấm đi liên tục và Sài Gòn Buffalo đang có những lượt ưu tiên về chất tướng Gragas. Ở VCS 2023 hướng đông này, Gragas là một vị tướng mà được ưu tiên pick rất nhiều, nhưng cái thành công của nó thì không có nhiều trong những cái trận đấu vừa qua. Và ở thời điểm hiện tại, Sài Gòn Buffalo đang có lựa chọn là Jerry, họ muốn khắc chế luôn, kể cả cho Slowzy đánh con Saya cũng được. Họ sẽ có một chất tướng carry cực mạnh cho Shogun. Đấy là quân bài Jerry này. Và Guri ở khu vực đi rừng ấy, thì thường xuyên có những lựa chọn tướng sát thương phép thuật như là Talia, như là Gragas thiên thuật phép thuật. Và đây Dyna cũng là một lựa chọn mà có thể mang ra đến từ Sài Gòn Buffalo. Và Jay ở bên phía của Sài Gòn Buffalo, ở trên đội hình của họ thì anh nghĩ là Jay sẽ có thể được đi với vị tướng nào ở bên phía của MB khi mà họ vẫn chưa lộ cho mình là vị tướng ở trên đường top mà chỉ lộ được cho mình là LeBlanc trong tay của Nugu mà thôi? Tôi nghĩ rằng vẫn chưa thể nào xác định được là con Jay này đi đâu cả, vì những lựa chọn đến từ Sài Gòn Buffalo đều đang tương đối cơ động trong việc hoán đổi của mình. Rarat có thể ra khu vực đường giữa, có thể đi rừng và thậm chí là có thể đi khu vực trên, còn Jay thì cũng có thể đi cả hai lane, đó là đường giữa và đường trên. Cho nên Sài Gòn Buffalo sẽ phụ thuộc vào đội hình của MB chọn đội hình như thế nào và họ sẽ có những hoán đổi nhất định. Thực ra Jay đối đầu với LeBlanc ở đường giữa chúng ta cũng đã thấy ở các giải đấu lớn trên thế giới rồi, và có một cái lợi thế con Jay khi mà đối đầu với LeBlanc ấy, đấy là LeBlanc sẽ là một chất tướng bạn phải lao lên để kiểm soát tầm nhìn cũng như là lao lên để cấu rỉa với cái biến ảnh của mình. Thì Jay hoàn toàn có thể chuyển dạng búa dồn sát thương ngay cái lúc mà LeBlanc bay vào. Nếu với một con Jay xanh sẽ là như vậy, thì bạn bay vào bạn tốn nhiều máu hơn thì LeBlanc sẽ rất khó để có thể triển khai. LeBlanc là một vị tướng mà bạn rất là sợ những cái khả năng sốc sát thương mạnh khi mà bạn lao lên. Thì đây là một cái lựa chọn khá tốt của Sài Gòn Buffalo. Dù vậy thì họ cũng đang để cái cơ hội cấm đi các tướng hỗ trợ tốt với Jerry cho bên phía MB. Một lượt cấm Lulu là một lượt cấm như vậy. Và tôi đang thấy là Rakan Sài Gòn họ cũng cấm đi luôn để mà cho bên phía của MB họ không có được cho mình là cái vị tướng hỗ trợ này ở trong lượt chọn thứ tư của mình. Và để xem MBA họ sẽ muốn cấm tiếp ở khu vực đường nào nữa, khu vực đường giữa, khi mà bạn đang thấy được rằng đối phương có thể vẫn còn có được cho mình là những vị tướng khác để mà Garage vô khu vực đường dành cho Guri. Và họ cấm luôn cả Lissandra, họ đang sợ khi mà bị counter ở khu vực đường giữa dành cho Nugu. Bây giờ thì còn một lượt cấm cuối cùng từ Sài Gòn Buffalo. Quan trọng là họ muốn nhắm vào hỗ trợ hay là khu vực đường trên của đối phương. Quyết định là cấm luôn cả Blitz để đảm bảo được an toàn. Vì căn bản thì con Jay cũng hơi khó trong việc là ở khoảng thời gian giữa game cố gắng là bước lên bóc, nhiều khả năng sẽ bị Blitz kéo, cho nên đây là quyết định hợp lý từ SCB. Đến lúc này thì MB có thể lựa chọn hỗ trợ, nhưng mà Zodiac khi mà mất cả Nautilus, mất cả Rakan, mất cả Midcrunk rồi thì lựa chọn Tweet hay là Leona đây. Leona có thể sẽ là một lựa chọn ưu tiên hơn bởi Leona sẽ là một chất tướng có thể đỡ được những lượng sát thương cấu rỉa từ xa của con Jay trong đội hình của Sài Gòn Buffalo. Nhưng SKB thì đang có những đợt nhá hàng. Tôi nghĩ là Renata Class cho Taki sẽ là một lựa chọn hợp lý để đi cùng với Jerry mà thôi. Hoặc là Praum cũng được khi mà bạn hạn chế đối phương băng bổ vào đội hình của mình. Nhưng mà Sài Gòn Buffalo vẫn chưa đưa ra quyết định của mình để coi là khóa lại vị tướng nào cho vị trí hỗ trợ của Taki. Và đang nhá mình là Dana liên tục. Và khóa lại luôn rồi. Khóa luôn rồi. Vậy anh nghĩ Dana sẽ ở khu vực rừng hay là khu vực đường giữa dành cho Forky? Nhiều khả năng là ở trong rừng dành cho Guri, một con tướng thích hợp hơn với cái lối đánh của anh ta, như là ta thường sử dụng Talia này, sử dụng Rogas để có thể tấn công ở trong khu vực rừng. Thì Dana cũng là một vị tướng có được cái tính chất sát thương phép thuật giống như vậy. Còn lượt chọn cuối cùng từ SGB hiện tại đang để cho mình đó chính là Tahmkent, và đã khóa luôn rồi. Tahmkent, Jerry ở khu vực đường dưới, và nó sẽ giúp cho cái khoảng trống bắn của Shogun ở khoảng thời gian giữa game là nhiều hơn khi mà phải đối mặt với một cái cặp đôi cực kỳ áp lực là Lee Sin với LeBlanc. Đây là một lựa chọn lần đầu tiên xuất hiện tại VCS 2023 hướng đông của Guri. Trong khi đó MB thì đang cân nhắc lựa chọn đường trên, và con Tam và con Manfai sẽ là lựa chọn của MB. Nhưng Manfai sẽ bị khắc chế mạnh bởi Tahmkent nha.
Bởi vì nếu mà Tam Ken đứng ngay bên cạnh xạ thủ thì việc bạn tông trúng Tam Ken hay là tông trúng Jerry cũng rất là khó. Bạn tông trúng Tam Ken thì Tam Ken có da dày, anh ta quá khỏe để bạn có thể hạ gục. Trong khi đó nếu mà bạn tông xạ thủ thì Tam Ken hoàn toàn có thể sử dụng chiêu cuối của mình ngậm nuốt và thoát về với một cái du ngoạn thủy vực. Thì đây là một lựa chọn mang tính nghĩa là chắc kèo dành cho săn mở đường trên mà thôi, khi mà anh ta sẽ phải đối đầu với một con Gargrass. Hoặc là chưa chắc, chúng ta vẫn chưa biết được là Froggy sẽ đánh Jay đi vào đâm long hay là Gargrass đi vào đâm long. Vâng, và tôi đang có thắc mắc là Diana trong tay của Guri liệu anh ta sẽ chọn mục tiêu như thế nào để mà lao vô đội hình của đối phương, khi mà những mục tiêu bạn muốn lao vào sẽ là những chủ lực của đối phương, khi mà Nugu đang cầm cho mình lên lăng quá cơ động, trong khi đó Saiya là có cho mình là cả bảo tố nổi dậy nữa. Cảm ơn anh Điền đã tham gia hỗ trợ bình luận trong màn cập trận với chúng tôi. Và có vẻ như chúng ta sẽ chuẩn bị đến với cuộc đối đầu giữa SGB và MB, khi mà SGB rất cần chiến thắng trong ngày hôm nay, còn MB thì đang có một tâm lý thi đấu thoải mái. Xin lỗi anh Điền vì anh chỉ hơi vội, nhưng mà câu trả lời của anh Điền thì có lẽ là phải đợi trận đấu này diễn ra mà thôi. Chúng ta sẽ có câu trả lời cho host Bá Điền khi mà Saigon Buffalo đối đầu với MI ở ván đấu đầu tiên trong cặp trận đấu mà Saigon Buffalo bắt buộc phải thắng. Và họ thắng 2-0 càng tốt để tạo lợi thế về hiệu số. Khi mà diễn ra tiebreak, chúng ta sẽ xét đến hiệu số để xem đội nào sẽ được chọn đội xanh ở trong ván đấu đầu tiên trong trận đấu tiebreak đó. Thế nên là bây giờ hiệu số cũng là một điều mà Saigon Buffalo đang muốn hướng tới. Một trận thắng 2-0 ít nhất sẽ tạo tiền đề cho họ có một tâm lý vững vàng hơn khi bước vào trận đấu gặp Gambit Sport. Và giờ thì chúng ta chính thức đến với cuộc đối đầu giữa SGB và MBE, nơi mà sự tâm lý là có được cái sự trái ngược nhau rất là nhiều giữa hai đội tuyển. Thì quan trọng là cái về mặt áp lực tâm lý, liệu SGB có thể bỏ qua được đó và tìm được chiến thắng 2-0 trong ngày hôm nay, hoặc là 2-1 cũng được. Còn MB thì với cái sự thoải mái, họ có thể gạt do thành công được SGB hay không? Và cái độ linh hoạt của SGB lại một lần nữa được xuất hiện khi mà Guri sẽ cầm Gargrass đi rừng và Diana sẽ ra khu vực đường giữa để đối đầu với LeBlanc. Kèo đấu Diana với LeBlanc này sẽ là một kèo đấu mà Nugu có khả năng đẩy lính tốt hơn. Nhưng Froggy thì sử dụng cho mình là cái quyền năng bất diệt. Wow, nghĩa là anh ta bắt buộc phải lao chiêu E vào và tấn công Nugu trong những pha mà Nugu đã mất biến ảnh trước đó. Một cái cách vận hành dễ hiểu thì Froggy sẽ chờ đợi những tình huống biến ảnh lên của Nugu và anh ta sẽ quy thẳng vào đúng cái điểm mà Nugu vừa biến ảnh để tạo ra những tình huống trao đổi chiêu thức. Cho nên đây cũng là một ý tưởng từ SGB. Vòng rừng của Guri thì quyết định là ăn ở bãi chim trước và nhiều khả năng sẽ là bãi chim xong 3 bãi nữa trên và tiến xuống khu vực đường dưới. Sẽ không thể có ai giúp được bởi vì cả chất tướng Jerry và Tam Ken cũng như là Diana đều cần phải ra đường sớm, nên sẽ là một tốc độ ăn rừng của Guri với bãi chim trước. Nhưng anh ta sẽ đánh, thực ra cái khởi đầu này chúng ta vẫn chưa biết là anh ta sẽ định ăn theo hướng là ra ganh luôn sau 3 bãi hay là hướng lên trên. Nhưng mà ở thời điểm này có lẽ là Guri sẽ hướng đến việc là farm đủ 6 bãi rồi sau đó là đi về mua đồ mà thôi. Một con Gargrass đi rừng rất cần cái món trang bị sát thương đầu tiên để có thể tạo ra nhiều sát thương nhất có thể ở giai đoạn giữa trận. Có thể là 3 bãi găng được từ Guri với việc là anh ta tiến xuống khu vực đường dưới và thế lính cũng đang đẩy cao cho MB. Bây giờ MB có được cấp độ 2 trước, nhưng để mất lợi thế đẩy lính như thế này thì cũng hơi khó để găng. Có được cấp độ 2 thì địch kiếm lao vào từ Zodiac và một cái du ngoạn thiên vực trả ngược trở lại. Có kiệt sức tung ra nhắm vào Slowzy. Zodiac đang bị nhiều sát thương và rút long không giữ chịu được ai cả. Và tốc biến tấn công từ Taki. SGB vẫn chưa có được đủ sát thương để hạ gục được ai, nhưng làm mềm như vậy thì Guri cũng không xuống. Đó là một pha tôi nghĩ là cái tốc biến của Taki thì nó chưa thực sự cần thiết lắm. Anh ta tính thiếu nội tại ở trên người Zodiac, nên khi mà anh ta liệt tốc biến lên đánh thường và sử dụng roi lưỡi thì nó chưa đủ 3 nội tại để làm choáng được Zodiac trong tầm tấn công của Shogun. Nhưng Guri thì nắm được cái hướng đi rừng của Tom Rio và anh ta biết rằng đối phương sẽ đi theo kiểu là ăn bùa đỏ và ăn cái bãi người đá trước, nên bãi chim quỷ biến dị này bỗng nhiên lại có thể nằm trong tầm tấn công của Guri. Mỗi tội tốc độ ăn thì nó là đang hơi chậm và Tomrio hoàn toàn có thể ra tấn công sóng âm vào. Vẫn còn lăng bụng từ Guri cho nên hơi khó để cho Tomrio lao vào. Quan trọng là bên phía của SGB vẫn có được cái tình huống cướp bóc thành công và Guri sẽ quay ngược trở lại với vòng rừng của mình. Có được nhiều lượng chỉ số quái vật rừng hơn và thậm chí là SGB đang có khả năng kiểm soát rất tốt nửa trên bản đồ. Và chắc chắn là cuộc trên sẽ thuộc về Guri rồi. Tốc độ đẩy của đường giữa Froggy với cả đường trên Hazmat là quá nhanh cho SGB. Froggy bây giờ có thể đảo ra để kiểm soát tầm nhìn ở khu vực hàng rồng Tom Rio sau khi mất cua trên. Anh ta lập tức tấn công xuống cua dưới này.
và sau đó sẽ biến về mà thôi. Đường dưới thì quá khó để cho Toriel có thể tấn công khi mà Shogun với cả Taki là bộ đôi Tam Ken và Jerry, và Tam Ken thậm chí là còn mang hộ vệ để giúp cho cái khả năng chống chịu trong những tình huống giao tranh là tốt hơn. Cho nên ở thời điểm hiện tại tôi nghĩ là hơi khó cho hai người đi rừng này có thể tổ chức gank. Nhưng Guri sẽ là người có lợi hơn khi anh ta ăn được một bãi chim quỷ biến dị của Toriel. Và bây giờ anh ta mới ăn cho mình là cái bùa xanh. Vòng rừng của Toriel nó đang bị gọi là dài hơn rất là nhiều so với Guri phía bên kia. Vì anh ta ăn ở nửa trên sau đó vòng xuống khu vực nửa dưới. Còn bây giờ thì Toriel đang muốn tiến ra khu vực đường giữa Rocky. Với thế lý này hơi khó, vẫn quyết định tấn công chăn dây trượt của Nugu. Và Rocky vẫn an toàn. Tomio anh ta ăn nửa dưới, ăn trên rồi sau đó lại quanh ngược xuống khu vực nửa dưới. Bây giờ thì cố gắng cướp chim của đối phương. Tốc độ này thì Guri nếu như tiến qua thì có vẻ xong kịp. Tomio sẽ có được bãi chim ở khu vực bên rừng của SGB. Nếu pha vừa rồi biến về thì Tomio sẽ lỗ hơn một bãi quái rừng so với Guri. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì tôi nghĩ là ngang. Trong khi đó ở đường dưới đang là một thế lính rất cân bằng. Mặc dù Shogun anh ta mua lưỡi hái trước, nghĩa là khả năng giao tranh của anh ta sẽ bị kém hơn so với con Saiyan này một chút. Nhưng mà anh ta vẫn đang farm đỉnh tốt. Tấn công ở khu vực đường trên, kích được tăng tốc pha. Guri tiến ra, lăn bụng giữ chân thành công, sát thương nhồi vào. Một tình huống làm chậm và cầu sắm chuẩn xác từ Hamed. Pha tính sát thương rất chuẩn của người đi đường trên bên phía Sài Gòn Buffalo. Khi mà Hamed anh ta đã làm mềm được săn mờ trước và khiến cho săn mờ mặc dù đã phải tốc biến nhưng pha thi đấu vừa rồi vẫn không đủ khả năng chống chịu trước một cái cú cầu sấm qua cổng tăng tốc cực kỳ đẹp. Thực ra nuôi Jayce cũng là một cái chiến thuật mà chúng ta thấy phổ biến ở thời điểm hiện tại, khi mà Jayce là một chất tướng bạn có thể mang lại rất nhiều lượng sát thương, cấu rỉa tầm xa và là một vị tướng đang sở hữu tỷ lệ thắng cực kỳ cao trên các giải đấu trên thế giới. Shogun thì đang có tình huống muốn phá không cho Slowzy biến về mà thôi. Và cái quan trọng là tình huống tấn công ở khu vực đường trên vừa rồi đến từ SGB là cực tốt khi mà Summer không còn dịch chuyển nữa. Anh ta bị mất đi một lượng chỉ số lính tương đối và khoảng cách về chỉ số lính giữa hai người chơi đường trên bây giờ đang là 20 CS. Cho nên thật sự bên phía của SGB đang phần nào đó tạo ra được một điều kiện thắng cho họ khoảng thời gian về sau. Hơi khó cho Toriel để có thể tổ chức tấn công khi mà Manfire đường trên cũng không phải là một con tướng giúp cho anh ta có khả năng giữ chân được con Jay này lâu. Thậm chí là Hasmet anh ta thi đấu chắc cú đến nỗi anh ta lên hình thẳng cho mình một cái kiếm răng cưa luôn. Một cái kiếm răng cưa nó sẽ giúp cho cái lượng chống chịu của Hasmet với cái khả năng cấu rỉa của Summer là nhiều. Đường giữa thì Froggy anh ta đẩy lính rất nhanh, anh ta mua cho mình hai viên hồng ngọc để tăng lượng máu. Nó khiến Nugu không thể nào tạo được một áp lực đường giữa đủ lớn để Toriel có thể ghé. Và Toriel chỉ có thể ghé lên đường trên, nhưng mà cái đường trên này chắc là để phản ganh thôi chứ không thể nào mà ganh được. Một con Jay đang thi đấu rất cẩn thận. Cấp độ 6 có từ Summer cho nên khả năng tấn công vẫn sẽ là tiềm tàng từ MB. Toriel đang đứng đợi. Đợi thế này thì chắc là SGB cũng biết họ đơn giản là farm lính trong trụ từ Hamed, anh ta vẫn lao lên. Một nhịp dừng nhẹ của Toriel trong pha biến về của mình, vẫn có tình huống tông thẳng vào, tốc biến được đầu tư từ Hamed. Còn bây giờ SGB đang muốn phản công khi mà Guri cũng đang tiến lên, kích được tăng tốc pha tiếp tục di chuyển và truy đuổi vào người Summer, nhưng mà Summer lùi về được rồi. Hasmet đã có một pha câu trực tiếp trong pha thi đấu vừa rồi khi anh ta cố gắng nhấp nhả để câu đi không thể cản phá của Summer, dùng tốc biến để đổi lấy không thể cản phá, mang cho Guri một cái cơ hội tấn công. Nhưng mà trước đấy thì Toriel vẫn đang ở lại nên sẽ không có một tình huống tấn công tới của Sài Gòn Buffalo. Dù vậy chúng ta có thể thấy được chênh lệch đã bắt đầu xuất hiện dành cho Bầy Châu khi mà họ đang là đội kiểm soát tốt hơn và có cái khả năng farm lính cực kỳ mạnh ở đường trên. Ao gần 30 chỉ số lính so với con Manfire rồi. Một cái khoảng cách tương đối lớn, 1.000 tiền dành cho SGB ở trong khoảng thời gian ban đầu và thậm chí là khu vực đường giữa vừa rồi một nhịp tiến ra của Taki cũng đã tạo tác động và lấy được tốc biến của Nugu. Rất nhiều lợi thế cho SGB ở cả khu vực đường trên và khu vực đường giữa và thậm chí khu vực đường dưới cũng đang là động thái dễ thở dành cho Shogun khi anh ta đang farm hơn so với lại Slowzy phía bên kia. Đúng là một trận đấu mà Sài Gòn Buffalo bắt buộc phải chiến thắng nên họ đang thi đấu một cách cực kỳ cẩn trọng. Trong khi đó MB cũng là một đội tuyển mà muốn đánh ở giai đoạn cuối trận với cái chất tướng Saya Carry trong tay của Slowzy nên họ giai đoạn ban đầu không muốn tổ chức những tình huống tấn công. Zodiac sau hai pha lao vào ở thời gian đầu thấy là không thể nào hạ gục được Tam Ken và Jerry thì sẽ ngừng tấn công luôn, không muốn phí năng lượng làm gì cả. Cả hai đội đều đang thi farm ở thời điểm hiện tại và Sài Gòn Buffalo đang là đội có lợi hơn một chút. Nhưng những cái lợi thế ở đường trên này đang bị gỡ lại ở trong khu vực rừng. Toriel đang farm mạnh hơn so với Guri là rất nhiều. Và Guri thì lại đang khởi động con rồng đầu tiên và đấu là một con rồng hóa kỹ.
Vì đường giữa Rocky đang có cái nhịp độ ổn so với Nogu phía bên kia, mặc dù anh ta là chiến tướng tay ngắn, cho nên tạo đủ khoảng trống, và thậm chí đường dưới Sogen cộng với Taki cũng đang chủ động hơn trong về thế đứng của mình. Rồng đầu tiên sẽ dễ dàng thuộc về SGB khi mà không có bất kỳ động thái tiến ra của MB. Trong khi đó, vị trí của Tamrio thì ta đang loanh quanh ở nửa mảng trên bản đồ, cho nên hoàn toàn không có đủ khả năng can thiệp và thậm chí là không đủ khả năng để gỡ gạt lại con sứ giả. Tomrio đang cắm mắt vào pha để cố gắng có được cho mình là cái truy hấp huyết sớm. Mặc dù anh ta có cấp độ 6 rồi nhưng mà nhìn đi nhìn lại thì để gank thì hơi khó. Nhưng Hazmat đang đi ở một góc nguy hiểm dưới công tình huống tấn công. Sogun đang bắn, còn Taki thì đang chịu sát thương. Hai bên tạm thời lùi về. Nhưng mà cả hai đó trên sóng âm và tung thẳng vào tốc biến dứt điểm từ Tomrio. Hiệu ứng hình ảnh thì phải nói là cực ảo. Vừa rồi tôi vừa nói là vẫn có đánh nhau ở khu vực đường dưới, Sogun bị làm gãy, anh ta lùi về được, bắn ngược trở lại Zodiac. Anh ta bị dính 3 stack đến từ Taki cho nên phải lùi về một nhịp. Và thậm chí là thủ nổ tung ra giữ chân vào người Zoji. Zoji không còn hai phép hỗ trợ, Guri sẵn sàng với lăn bụng tốc biến. Anh ta chờ một nhịp, Zodiac làm choáng Guri. Bây giờ thì lăn bụng tốc biến lên rôi lưỡi giữ chân và Zodiac mất tốc biến. Tốc biến lên quăng thùng rượu thường làm chậm và dứt điểm được Zodiac. Zoji cũng sẽ là nạn nhân tiếp theo. Double kill cho Guri. Phá gỡ rất hay của Guri ở đường dưới khi mà Hazmat đã có một pha đi lỗi và để Tomrio bắt được. Nhưng ở đường dưới này sau khi tung chiêu cuối, tung phép bổ trợ để làm mềm đối phương và câu đi những chiêu quan trọng của MB thì Saigon Buffalo đã lôi người đi rừng của mình. Hoặc chính xác hơn là Guri anh ta đã chớp được thời cơ và anh ta xuống với lượng sát thương của con Gragas cấp độ 6. Những tình huống sử dụng chiêu thức mắc tầm của Guri đã đem về hai điểm hạ gục liên tiếp cho Saigon Buffalo và quan trọng hơn là hai lớp khiên trụ cho Sogun. Đây là một pha thi đấu mà Hazmat muốn kiểm soát cái hạt hồi phục này để tạo lợi thế ép đường ở đứng trên khi người ta có thể cấu rỉa bung cái lượng máu của mình và lượng năng lượng để cấu rỉa Manfight trước. Nhưng Tomrio đã là người bắt được cái pha di chuyển và Sogun thì có một pha thanh tẩy nó hơi chậm. Anh ta thanh tẩy trước khi mà cái hôm chiêu cuối của Leona đáp xuống. Nhưng ở đường trên này Tomrio đã bị bắt trong một pha mà anh ta lang thang trong rừng của Saigon Buffalo. Có vẻ như là cái áp lực về việc cố gắng tìm kiếm trang bị để tạo lợi thế dành cho đồng đội của mình, nó khiến cho Tomrio chần chừ trong khu vực rừng của SGB quá lâu và khiến cho anh ta phải trả giá. Mặc dù là có được khả năng gỡ gạt với con sứ giả khu vực trên với màn hạ gục cho Tomrio, nhưng lợi thế ở khu vực đường dưới đã bắt đầu hình thành cho SGB rồi. Vâng, SGB đang có một lợi thế cực kỳ lớn khi họ dồn được tiền cho Sogun, nhưng Sogun lại không nhìn thấy Zodiac. Lên, anh ta dùng chiêu cuối tấn công thẳng mặt Zodiac, Zodiac rút long không giữ chân được và Sogun vẫn đang bắn vào Zodiac. Thay vì hạ sàn tung ra một pha chấp hai của Sogun, cực kỳ áp lực, Rocky đang xuống. Liệu có tấn công tiếp hay không, Rocky đang vòng vào bụi và thậm chí là có thêm cả Taki nữa. Một pha rất tự tin của Sogun, anh ta biết là mình còn tốc biến, mình còn chiêu cuối và anh ta sẽ câu được rất nhiều thứ. Nhưng mà đây là một pha mà Tomrio đứng biến về quá lỗi. Anh ta không hề biết là Guri đã có tầm nhìn và anh ta đứng biến về ngay. Và đây là một tình huống mà Hazmat là người can thiệp được, bởi vì Hazmat đang ở đây trước sóng âm hụt của Tomrio nên không còn gì để dứt điểm cả. Guri cũng đứng để câu. Và khi mà Taki và Hazmat đến thì Tomrio đã không còn cái gì để chạy cả. Dưới có đánh nhau và đó là băng trụ không thành công từ SGB. Tình huống ở phía bên ngoài của Sogun và tạm thời anh ta vẫn đang sống. Lại một pha mà trước đấy Sogun cũng đã bóc đi những cái lượng máu của Slowzy. Nhưng pha thi đấu vừa rồi là một pha mà Guri lao và dồn sát thương với combo. Nhưng Slowzy thì còn chiêu cuối nên anh ta tung chiêu cuối được đúng nhịp cuối cùng và Guri đã phải nằm. Lượng sát thương từ Sogun và Taki là không đủ để có thể hạ gục. Còn đây là một pha mà trước đấy thì Sunmer với cả Tomrio đã ngay lập tức tấn công vào con Jace. Jay là một vị tướng khi mà bạn không có tốc biến ý, thì bạn đối đầu với Manfight rất khó. Đối phương cứ hút vào là bạn đi à. Đối phương hút vào thì nếu mà có rừng là bạn sẽ đi luôn. Còn nếu mà bạn không có rừng của đối phương ở lại thì bạn sẽ mất ít nhất là khoảng nửa máu với lượng sát thương mà Sunmer đang có. Nhưng mà bây giờ thì Hazmat đã có tốc biến rồi. Thì đó sẽ là một cái khó khăn cho MB để có thể tấn công ở đứng trên. Trận đấu vẫn đang ở một thế cực kỳ cân bằng. Khi mà đường giữa của cả hai đội đều chưa có tác động gì sang hai cánh, mà chỉ là những người đi rừng bắt đầu gánh liên tục. Đây là một pha mà Guri đang rất cố gắng sử dụng cả chiêu cuối để lấy những cái cú quy của anh ta thì lại hụt. Và anh ta bắt buộc phải lao vào cái trừng phạt cũng hụt luôn. Và khi mà Sogun lướt lên để tung cái lượt sát thương cuối cùng ấy thì Slowly bung chiêu cuối và anh ta đi về an toàn. Một cái pha mà Guri đã thiếu, cái gì cũng thiếu. Quy nổ hụt rồi trừng phạt không đủ sát thương. Quá khó.
mọi thứ nó đều thiếu một chút từ Guri. Và thậm chí là cái chiêu cuối của anh ta góc cũng không đủ để đẩy được Slowzy về góc đẹp nữa. Tomio có mặt ở khu vực đường dưới, muốn tấn công nhưng mà đã trên tầm nhìn của đối phương rồi thì cũng hơi khó để triển khai từ MB. Sóng âm ghim trúng, Taki đang đò vì Guri ở sau lưng, nhưng mà Guri cũng đã đi qua tầm nhìn của đối phương rồi, cho nên MB chắc chắn sẽ không dại dột gì để tấn công vào Taki. Vẫn tấn công và lao vào trước của Zidak. Anh ta đang chịu sát thương, thủng nổ tung ra, cô lập Zidak. Tomio lao vào người Taki và Taki vẫn đủ chống chịu. Rocky phía bên này vẫn đang lẩn vẩn trong tầm nhìn của MB, cho nên cũng hơi khó để Rocky tạo ra tác động. MB đang tấn công khá là liều lĩnh bởi pha thi đấu vừa rồi. Các bạn có thể nhìn thấy là Slowzy ta còn chưa có chiêu cuối lẫn cái tốc biến, nhưng MB thì vẫn đâm vào và đâm đã lấy được cái kiệt sức của Taki rồi. Một pha tấn công khá là hiệu quả và sau đó họ cụ thể hóa bằng một con rồng lửa luôn. Rồng thì chia nhau hai bên và chênh lệch về tiền là không nhiều, thì chúng ta có phải chờ đến pha giao tranh ở con sứ giả thứ hai mà thôi. Ở thời điểm hiện tại thì Hazmat đang là người mang về lợi thế cho Sài Gòn Buffalo khi ta đã phá xong cái trụ một khu vực đường trên rồi. Một cái trụ rất nhiều tiền cho con Jayce này và nó sẽ có được cho mình là món trang bị đầu tiên sớm thôi. Tình huống tấn công ở khu vực đường dưới, MB lao ra dùng thế đính kiếm giữ chân và Thái Duy Hà Sang làm choáng quá nhiều nỗ lông cướp. Tomio có được mày hạ gục và thậm chí là trụ một khu vực đường dưới cũng đang nằm trong túi của MB. Sau khi mà Tomrio trần trừ thì đến lượt Guri trần trừ trong khu vực rừng của chính mình. Và khi mà Tomrio và Zodiac bắt được một Ragas không còn tốc biến lúc đấy chưa hồi, với cả không có chiêu cuối nữa thì bạn không lấy cái gì ra để chạy cả. Nhưng khi mà họ khai thác ở đường dưới này thì Shogun đã chạy ra đường giữa. Một mình Nugu ở đây liệu có đe dọa được không? Nugu đang có cho mình bão tố Luden, nhưng mà giày mới chỉ là giày một, chưa phải là giày xuyên kháng phép để có thể đe dọa được đến khả năng gây sát, cái khả năng chống chịu của Shogun. Shogun có cho mình một cái nỏ từ thủ nên ta rất tự tin với những pha thi đấu như thế này. Giờ thì sẽ là chia đường ra thế trận là 1-3-1 để Froggy với cả Hazmat đẩy lẻ và Shogun, Guri và Taki sẽ ra đường giữa đẩy liên tục. Cái thế đẩy này của họ sẽ cụ thể hóa, sẽ được cụ thể hóa bằng những mục tiêu. Nhưng vừa rồi là một pha một combo rất đẹp của Nugu. Và Shogun mất đi nửa lượng máu của mình, anh ta sẽ có được khả năng hồi phục từ cái nỏ tử thủ và tạm thời vẫn an toàn quanh khu vực đường giữa. Còn trong khi đó MB hiện tại đang muốn kiểm soát quanh khu vực hang sứ giả. Họ có được lượng tầm nhìn tốt hơn, cộng với lại Shogun chưa hồi lại tốc biến và lượng máu của anh ta cũng không đủ đầy, cho nên hơi khó để cho SGB tiến ra. Cầu sắm tốt của Hazmat và MB cũng đang bị câu rỉa tương đối từ những tình huống quăng chiều của SGB và lao vào của Froggy, áp lực cho đối phương quay ngược trở về. Đó là cái áp lực mà Sài Gòn Buffalo muốn thấy ở một con Diana. Bây giờ đã có cho mình cái mũ trụ nguyền rủa rồi. Froggy anh ta chưa lên đồ thần thoại mà ta lên thẳng mũ trụ để có sát thương trong tình huống giao tranh ở con sứ giả thứ hai của ván đấu này. Và SGB sẽ là đội đâm vào trước, nhưng Summer đang đứng ở một góc vòng khá đẹp. Sô gắn thấy được rồi thì đính kiếm lao thẳng vào tấn công vào người của đối phương, như Zodiac thấp hơn tốc biến dùng trăng mờ giữ chân. Và bên phía của SGB có được mạng hạ gục đầu tiên, cố gắng bung lông là Slowzy, anh ta thoát máu, tốc biến tiếp cận từ bên phía của SGB. Guri vẫn chưa có được mạng hạ gục, nhưng bên phía của SGB vẫn có được những cái mạng khác, không cần là Slowzy nằm xuống. Bên phía của MB vẫn thất bại trong tình huống giao tranh tổng, họ có được sứ giả nhưng để lại cái giá quá đắt. Cái giá là quá đắt của MB khi mà Sài Gòn Buffalo họ đã là đội giao tranh tốt hơn. Một cái thế đứng vòng ra sau của Summer bị phát hiện bởi Shogun. Và ngay khi mà Summer bị phát hiện thì SGB lao vào tấn công thẳng mặt luôn. Hay nói chính xác hơn là Zodiac anh ta lại sử dụng một cú thiên đỉnh kiếm lao lên tấn công một cái nhịp không đẹp. Khi mà Summer chưa đến, chúng ta có thể nhìn thấy pha này Manfi bị phát hiện bởi Jerry và anh ta đi vòng rất xa. Nhưng Zodiac lại khởi động vào một con Diana của Froggy lên rất nhiều máu. Và cái lượng chống chịu của Froggy đang là quá trời ở đây. Sau đó cái cú không thể cản phá của Summer thì bị khắc chế rất mạnh bởi một con Tamken như tôi đã phân tích ở giai đoạn cấm chọn. Và khi mà LeBlanc cộng với cả Manfi không thể tạo ra một pha kết hợp đẹp thì đó là những điểm hạ gục cho Sài Gòn Buffalo. Một pha dịch chuyển khá là nhanh nhạy của Dugu, nếu không thì anh ta cũng sẽ là mạng hạ gục thứ 3 cho Sài Gòn Buffalo trong pha giao tranh vừa rồi. Mặc dù có được con sứ giả nhưng mà MB đã để lại hai mạng gục và cái quan trọng hơn là cái trụ đầu tiên ở khu vực đường giữa đã thuộc về SGB rồi. Cho nên về thế trận ở trong khoảng tiếp theo thì bên phía của SGB đang phần nào đó nhỉnh hơn một chút với việc là có được cái trụ một khu vực giữa so với đối phương. Bây giờ thì hai bên sẽ chia lại đội hình để chuẩn bị cho con rồng tiếp theo của ván đấu. Thì tôi cũng hiểu tại sao mà MB cứ liên tục phải lao lên như vậy, bởi giai đoạn này là giai đoạn khi mà Zodiac đang có được một lượng đồ nhất định và có một khả năng chống chịu tốt. Thì họ muốn con Leona này làm một dàn chắn để lao lên tấn công liên tục khi mà lượng sát thương của SGB là chưa nhiều. Pha này tấn công vào Taki à? Tomio tấn công vào Taki, đá nổ lông cướp, Shogun dính sóng âm. Không có một tình huống lao vào thêm từ MB và SGB muốn đánh ngược trở lại khi đẩy được Zodiac về. Nhưng mà cũng không đánh quá mạnh.
cái góc đẩy là chưa thực sự đẹp nên là Froggy cũng không thể tham dự vào cái pha giao tranh đấy được. Nên quyết định của Sài Gòn Buffalo là đi về mà thôi, sau một tình huống mà đối phương đã sử dụng chiêu cuối của Leona để tấn công rồi. Và chiêu cuối của Torrio cũng đã được tung ra. Giờ không có nộ Long Cước, không có Thái Dương hạ sàn. Bên Sài Gòn Buffalo chỉ không có thùng rượu nổi mà thôi. Nhưng đây là Hazmat đang có thể bị tấn công. Có không thể cản phá nha. Không thể cản phá, hất tung vào người của Hazmat. Và Slowzy đang tới. Kích cung phong linh tiếp cận. Hazmat mất rất nhiều máu và rút lông. Có được mà hạ gục dành cho Slowzy. Còn quanh đâu đó khu vực nửa dưới thì Nugu cũng đang bị gặp áp lực. Anh ta mất nội tại của mình và đi vào trụ để cố gắng là câu giờ. Có vẻ như với độ cơ động của một con lớp lăng thì Nugu sẽ không thể nằm xuống được. Nhưng con rồng thì đang thuộc quyền kiểm soát của NGB. Không có không thể cản phá và Manfi ở đường trên vừa rồi không có không thể cản phá nên ta không thể đe dọa đến đội hình của Sài Gòn Buffalo được. Nên Sài Gòn Buffalo quyết định là khởi động con rồng này luôn khi mà Nugu mất nửa máu và con lớp lăng thì không có di chuyển. Đây là một pha côn khá hay của Sài Gòn Buffalo khi mà họ tận dụng được cái pha mà Hazmat bị tấn công ở đường trên để cụ thể hóa bằng một pha tấn công vào đường giữa của MB và sau đó là một con rồng. Đây là con rồng gió. Một linh hồn rồng gió sẽ rất mạnh cho con Jerry này trong những pha giao tranh. Và thậm chí là cả Diana nữa, khi mà bật chiêu cuối thì cô nàng này sẽ có một tốc độ di chuyển cực kỳ nhanh và có thể tiếp cận được tuyến sau của MB dễ dàng hơn. Và hình như là cả Jay trong tay của Hazmat nữa. Đội hình của hai bên tôi nghĩ rằng là đều rất thích linh hồn rồng gió, cho nên việc cạnh tranh quanh khu vực hang rồng sẽ được đặt nặng rất là nhiều. Pha vừa rồi thì MB họ mất rồng vì căn bản là họ cố gắng là dồn tài nguyên dành cho Slowzy. Cho nên ở trong khoảng tiếp theo tầm con rồng thứ tư của ván đấu, nếu như Slowzy có hai đồ thì MB sẽ muốn đánh. Slowzy có hai đồ thì Sogan sẽ có mấy đồ đây? Bởi vì chúng ta nhìn lại, Sogan đã hai đồ rưỡi ở thời điểm hiện tại rồi. Đây sẽ là một con Jerry lên đồ thứ ba là đoàn Down Novary, giúp cho cái khả năng sử dụng cú nhanh như điện của mình là liên tục. Con Jerry sẽ cố muốn có nhanh như điện, bởi vì sau khi bạn lướt nhanh như điện thì có 3 đòn đánh bạn bắn xuyên cái cú ở từ cái cú quy. Nên nó sẽ tạo được một cái lượng sát thương lớn hơn và sẽ không bị block bởi những con lính trong những pha mà giao tranh ở các khu vực đường. Thì đó là cái hướng đến của con bài Jerry này. Sogan có được cái cuồng cung Runen thì cũng sẽ có khả năng đẩy đường cực kỳ tốt. Trụ một đường dưới đã được phá bởi Hazmat rồi. Nguồn sát thương của SGB bây giờ đang có rất nhiều khi mà cả Guri cũng có nhiều sát thương. Hazmat cũng vậy. Chống chịu của họ sẽ là Froggy. Cái cách lên đồ này của Froggy sẽ là lên tiếp cho mình cái mặt nạ bực thẳng. Tóc biến nổi lông cướp đá Taki về và Taki cũng mất tóc biến. Điện đạt đỉnh điểm được dùng từ Sogan để áp lực ngược trở lại. Và la vào của Froggy chưa áp lực được ai cả và dịch chuyển cũng được đầu tư từ Summer. Lời một dịch chuyển cho SGB khi mà họ đánh nhau trong pha vừa rồi. Froggy đang có dấu hiệu là muốn lên rất nhiều về chống chịu. Anh ta lên vũ trụ nguyên rùa và sau đó anh ta để cái đá vĩnh hằng này chắc là để lên mặt nạ vực thẳm mà thôi. Trang bị thần thoại rất có thể sẽ không phải là một trang bị thiên về sức mạnh phép thuật, mà biết đâu đấy lại là một cái rắc xô, gọi là vỏ bọc thích nghi thì sao, để cho Froggy có khả năng chống chịu tuyến trước cho Sài Gòn Buffalo. Còn Diana là một chất tướng mà bạn vẫn có thể lên theo cái thiên hướng đó được, bởi lượng giáp bạn tạo ra rồi sau đó bạn lao vào tấn công thu hút sát thương, thì mục đích của Froggy sẽ là thu hút càng nhiều sát thương của MB càng tốt. Chỉ trong một giây đấu nhau mà bên phía của SGB lấy được hai dịch chuyển của MB, còn Slowzy ở quanh khu vực đường giữa thì cũng cần phải lùi về khi mà SGB đã đi trong rừng của MB rồi. Một tình huống có thể là macro trên cơ từ SGB khi họ đang có lợi thế về mặt dịch chuyển trên người của Hazmat. Họ nhảy vào Baron nhé. Nhưng mà quyết định của MB là quyết định của Sài Gòn Buffalo là chưa. Guri lao thẳng qua làm kế thành công, đẩy thùng nổ cực đẹp. Nugu đang thấp máu, anh ta mất tốc biến. Taki lao qua cuối cùng Hiroi cũng có được mà hạ gục của Nugu. Cầu sóc chuẩn xác từ Hazmat. Tốc biến tông từ Summer có được mà hạ gục của Nugu. Nhưng sau đó là trăng mờ vô cùng đỉnh cao của Froggy. Bên phía của NGB đang tràn lên tìm ra những mà hạ gục tiếp theo. Đó là Sogan với Điền đạt đỉnh điểm và lao vào từ Tomio. Nhưng sát thương của ta là không đủ và double kill dành cho Sogan. Một mình Slowzy là quá trơ trọi trước các thành viên của NGB. Sài Gòn Buffalo là đội giao tranh mạnh mẽ hơn, phối hợp nhịp nhàng hơn trong pha giao tranh vừa rồi. Chớp thời cơ khi mà Summer không có dịch chuyển và anh ta đang phải chạy ra khu vực đường giữa thì bên phía Sài Gòn Buffalo mở ngay lập tức và đây là một pha tấn công vào Baron của SGB. Chỉ một mình xạ thủ sâu gì là không đủ và thậm chí Hazmat anh ta còn ra đây để cố gắng hạ gục xạ thủ đối phương luôn. Baron này được an, còn Hazmat thì đang solo với Slowzy. Tốc biến rút lông nhưng Hazmat quá vượt trội về lượng sát thương và anh ta có được mà hạ gục solo kill cách đơn giản. Thậm chí là anh ta còn có cả lớp khiên đến từ cái nguyệt đao nữa. Và chúng ta cùng xem lại pha này. Guri mở là rất đẹp, mở ngay ở một con lớp long cực kỳ ít máu. Và tiếp theo đó là một cú quy với mắc tầm của Froggy. Và Froggy pha này làm hết, một cú không thể cản phá trượt khỏi Sogan, chỉ dứt điểm được Taki mà thôi.
Và khi mà không còn không thể cản phá nữa thì Froggy làm hết. Hazmat cũng đã chuyển dạng búa và đã có những pha làm chậm để Sogan có thể có được điểm hạ gục. Cả quan trọng là cái pha vừa rồi, khi mà Tomrio lao vào định dứt điểm Sogan thì Guri đã sử dụng lăn bụng qua bên kia tường để block đi và ngăn cản Tomrio lại cho Sogan có một pha hạ gục nữa. Bùa lợi Baron ở phút 23 dành cho Sài Gòn Buffalo. Và với con Jay, với con Jerry thì khả năng phá trụ của họ là vô cùng khủng khiếp. Và chưa kể đó là khả năng gây khó chịu từ dàn ngoài với bùa lợi Baron này, khi mà Jerry cộng với Jay sẽ liên tục bóc, không có quá nhiều khoảng trống cho Nugu để phát huy sức mạnh từ con lập lăng. Vì từ nãy đến giờ, bất kỳ tình huống lao vào của anh ta đều phải nằm xuống cả. Bây giờ anh ta chọn mục tiêu để lao vào hơi khó. Anh ta lao vào Gragas thì Gragas trả ngược sát thương, anh ta cũng nằm. Anh ta lao vào Diana thì Diana có rất nhiều kháng phép. Anh ta lao vào Sogan thì Sogan có một cái nỏ tử thủ và có con Tam Ken đứng ngay bên cạnh. Tam Ken của Taki thì lên dây chuyền Iron Sorry hoàn toàn có thể bật lên, giúp cho những người đồng đội có thêm một lớp khiến ảo. Nugu thậm chí dùng biến ảnh để bay ra mà không dám tung thêm một kỹ năng nào cả. Họ đang cố gắng xóa lính và rồi lao vào. Và có Luka không thể cản phá, nhưng Trăng Mờ ngược trở lại, Sermo thấp máu. Và nạn nhân tiếp theo là Zodiac. Bên phía của MB cố gắng đánh ngược trở lại khi double kill nổ cho Nugu với khả năng bắn tốt từ Slow G. MB vẫn lao vào, đó là Tomrio. Điều này được dùng từ Sogan, nhưng không có đánh thêm. Cầu sắm chuẩn xác. Và bên phía của NGB sẽ có được cái trụ ba khu vực đường dưới, thậm chí là trụ nhà lính khu vực đường dưới cũng đã có. Một pha đâm hơi sâu của SGB, nhưng mà dù sao thì vẫn là trái cứ tóc lên, tìm kiếm vào người Sogan. Nhưng bắn như thế này thì Slowzy bắn không lại. Anh ta cố gắng rút lông giữ chân Taki. Và kết quả là Slowzy mất nhiều máu hơn trong pha đỏ súng. Nhưng mà đó là một pha bắn cầu sấm hụt của Hazmat. Khi mà anh ta bắn cái cầu sấm không qua cái cổng gia tốc anh ta đặt, nên nó không đủ tầm để hạ gục Slowzy. Không biết là nếu mà vào thì có bay đến người Slowzy không, nhưng mà chắc chắn là anh ta đã bắn không vào pha thi đấu đó. Chúng ta cùng xem lại pha thi đấu này, khi mà Froggy đã có một cú trăng mờ cực kỳ ảo. Và trước đấy thì săn mờ anh ta cứ hút vào ai là Taki nuốt người đấy mà thôi. Rồi sau đó nếu mà họ không đâm vào sâu để bị trói hai người với một cú thu lông của Slowzy thì có lẽ Sài Gòn Buffalo vẫn còn đầy đủ cả 5 người mà thôi. Địa đạt đỉnh điểm của Sogan chỉ là để ép lui và phá nhà lính của SGB. Và đây chúng ta cùng xem lại một pha mà Slowzy rất tự tin nên trao đổi chiêu thức với Sogan. Nhưng tí nữa thì anh đã nằm vào đây, cú cầu sấm của Hazmat hơi non. Nó có thể trúng nếu như là đi qua được cổng gia tốc, nhưng rất tiếc là Hazmat combo không thật sự chuẩn chỉ. Bây giờ thì SGB vẫn còn Baron và họ sẽ cố gắng là đẩy những cái dây cuối cùng của Baron để lấy được cái trụ ba khu vực đường giữa. Đường giữa thì cũng đã có từ trước đó rồi, cho nên việc áp lực quanh khu vực đường giữa là điều rất dễ dàng cho SGB. Và thậm chí là Froggy lao thẳng vào tìm kiếm vào Zodiac. Tình huống lao qua lần hai có trăng mờ sử dụng, Zodiac vẫn có đủ chống chịu để có thể lùi về. SGB đã không có lính ở đường giữa này nên họ chỉ đang cố gắng chiếm tầm nhìn, không cho đối phương tấn công lên đường trên mà thôi. Hazmat sẽ là người đẩy và bây giờ sẽ có Sogan đẩy thêm ở đường trên này. Cái trụ thứ hai đường trên đang bị phá với một tốc độ quá nhanh. Và đây, lúc nãy thì Hazmat đã làm lại khi mà Slowzy thấp máu và lại đẩy lên cao. Và một cú bắn rất chính xác đến Hazmat. Nếu mà bắn một lần không trúng, ta bắn hai lần. Hai lần thì trúng được là coi như là cái pha đấy là xóa rồi. Xí xóa đến từ Hazmat rồi. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông cả. Cho nên Hazmat sẽ không để cái điều đó diễn ra đến cả hai lần khi mà anh ta cầm con dây như thế này. Bây giờ là cố gắng đẩy trụ khu vực đường trên. Họ chỉ cần chờ cho nhịp đẩy của đợt lính khu vực đường dưới tràn vào. Và họ đẩy để thậm chí là đẩy được cả ba đường. Tomrio cố gắng tiến ra tấn công Froggy, nhưng mà Froggy quá trâu, không hề có đủ lượng sát thương để dồn vào người đường giữa của SGB. Một con Diana lên cho mình quyền năng bất diệt và lên rất nhiều máu từ trang bị của mình, nên bây giờ Froggy đang 3.000 máu và lượng sát thương của Tomrio là không đủ. Đây một pha thi đấu rất cơ bản của SGB thôi. Họ không cần phải đâm tới làm gì cả. Họ có thể về nhà, họ mua đồ đang cầm rất nhiều tiền, ăn cướp hết rừng của MB, khiến cho MB rơi vào thế trận là không thể đẩy ra xa khỏi những cái nhà lính của mình. Và qua đó khi mà linh hồn rồng gió xuất hiện thì Sài Gòn Buffalo sẽ là đội chiếm tiên cơ. Và sau đó một chút sẽ là Baron. Thực ra Baron sẽ ra trước nên họ sẽ có cái ý định là tấn công một con Baron này trước hơn. Khả năng ép Baron là có từ SGB khi mà Sogan đã có được rất nhiều đồ. Và thậm chí Froggy cũng là một chất tướng ăn Baron ổn. Còn bên MB thì chắc là họ sẽ chờ Baron và tìm cách đánh vào. Chứ bỏ con Baron này thì nhiều khi là không cần đến linh hồn rồng gió, SGB hoàn toàn có khả năng kết thúc ván đấu. Cái chất tướng của MB ở thời điểm hiện tại thì LeBlanc và Lee Sin đã rất khó có thể tạo được một sự đột biến vào đội hình của Sài Gòn Buffalo. Những cấu rỉa của Nugu ở thời điểm hiện tại đã không thấm vào đội hình của Sài Gòn Buffalo nữa rồi. Bây giờ thì Hazmat cũng có kháng phép, rồi Froggy cũng là như vậy. Sogan thì đứng quá sâu không thể tìm thấy.
Nugu lúc này muốn giao tranh 5 năm thì không phải là thế mạnh của một con LeBlanc, trong khi đó Diana thì đơn giản hơn rất nhiều và có cho mình là thương phục hận Seridol trên người của Hazmat, thì những cú cầu sấm của anh ta chỉ cần trúng thôi nó sẽ là một tiền đề để Froggy lao vào. Froggy đang đứng góc có thể lao vào bất kỳ lúc nào vào đội hình của MB. Nếu MB không có kìa tầm nhìn ở những cái bụi cỏ hay là những cái khu vực tường bên cạnh, khả năng nó bị tấn công là rất nhiều. Nugu mất quá nhiều máu sau một pha cầu sấm cộng với lại cái xung điện trước đó của Sogen. Liên tục là cấu rỉa từ SGB và bây giờ con Baron còn 9 giây nữa ra đời. Trong khi đó Nugu không dịch chuyển, anh ta bắt buộc phải bê về nhà. Cầu sấm không trúng của Hazmat và SGB đang giữ thế quanh khu vực hang Baron. Họ đang chờ đợi một pha tiến vào hoặc họ muốn đánh ngược trở ra với Froggy bằng cái trăng mờ của mình. Guri đang đứng đợi, anh ta đợi trong bụi khu vực không có tầm nhìn, còn Summer thì cố gắng giữ thế quanh cái khu vực đó. Froggy đang bắt đầu lao vào tấn công vào người của Zidane. Tobio lao thẳng vào pha lăn bụng được hai người, sẽ thương nhờ vào rất nhiều, thương đổ tung ra. MBE đang mất rất nhiều máu từ hai thành viên và bây giờ Zidane cũng đang bị giữ chân ngược trở lại. Froggy áp lực vào người đối phương, Summer vào mở tuyến sau. Froggy quay ngược trở lại, anh ta đi tới đâu là MBE chạy tới đó, một mình Froggy đang lo hết cả bản đồ. Đánh kiểu nhấp nhả rất khó chịu của Sài Gòn Buffalo. Trong pha thi đấu vừa rồi chắc chắn là họ không muốn cố gắng hạ gục đối phương để đưa mình vào thế nguy hiểm. Họ cấu đủ lượng máu của hai thành viên MB, sau đó họ rút lui về và họ không cho Summer cái cơ hội bọc ra tuyến sau để sử dụng không thể cản phá. Khi mà Summer đã phải sử dụng tốc biến để lui về thì đó là con Baron dễ dàng. Nhưng sau khi đã chấp cầu sấm và hất tung thành công, Taki tiếp cận kiệt sức tung ra và Hazmat đã có được mà hạ gục đầu tiên. Summer bắt buộc phải dùng chiếc cuối để lùi về, nhưng thậm chí Hazmat còn truy đuổi thêm một nhịp. Pha thi đấu mà Slowthy đang rất cố gắng gia tăng cái lượng đồ đạc của mình nhưng bị làm chậm bởi một cái cầu sấm qua cổng tăng tốc, và tiếp theo đó là dính luôn một cái du ngoạn thủy vực của Taki và một cái W qua tường của Shogun với một lượng sát thương cực lớn nữa. Taki vẫn lao vào giữa đội hình địch và cầu sấm quá chuẩn xác, quá nhiều sát thương từ SGB. Họ tràn lên tìm kiếm mà hạ gục khi Shogun bật chiêu cuối của mình. Và hai trụ bảo vệ nhà chính đang trơ trọi. Bên phía của SGB thể hiện được quyết tâm cực lớn của mình khi họ sẽ kết thúc bán đấu ở thời điểm phút thứ 31. Nỗ lực lao ra cuối cùng từ MB chỉ để làm đẹp thêm KDA của SGB mà thôi. Đây là một trận đấu mà tôi thấy là Sài Gòn Buffalo đánh quá chắc. Họ đánh tốt, họ đánh nhấp nhả, mượt mà. Họ không có những tình huống mà quá cố gắng lao lên để đối phương phản công. Họ biết rằng con Saiya này là thích nhất những pha mà bạn lao lên tấn công và không để ý đến những cái lông vũ của Saiya ở trên mặt đất và bị dính những tình huống thu lông. SGB chỉ dính một lần khi mà họ đã đẩy vào trụ 3 đường dưới và họ mất hai người. Nhưng sau đó thì không hề có một cơ hội nào cho Slowzy với một lượng sát thương lớn của Hazmat. Cái giai đoạn ban đầu thì Hazmat mặc dù có nằm xuống một lần, nhưng sau đó thì Guri đã lên đây để gỡ lại được lợi thế. Và khi mà Jayce có quá nhiều đồ, thậm chí là các bạn có thể nhìn thấy lượng sát thương đội hình của Sài Gòn Buffalo rất đều đặn, bởi vì ai cũng có đồ, ai cũng xanh và họ làm đúng công việc của mình. Froggy đã có một trận đấu thực sự ấn tượng với một con Diana không lên đồ thần thoại. Anh ta lên toàn những cái món đồ huyền thoại nhỏ lẻ và có lợi thế và có ý đồ. Anh ta lên đồ để gia tăng lượng máu của mình, gia tăng cái lượng sát thương. Chỉ cần thêm một chút sát thương thôi chứ không cần phải sát thương quá nhiều. Những cái lượng sát thương đốt từ cái sát thương đốt đến từ cái mũ trụ nguyền rủa kết hợp với khả năng kháng phép và trừ kháng phép của cái mặt nạ vực thẳm, nó khiến cho Diana mang lại một lượng sát thương cực kỳ lớn trong những tình huống lao vào. Và một cái chiến thắng cực kỳ ấn tượng của SGB ở trong ván đấu đầu tiên, thì để xem bước qua ván đấu thứ hai SGB sẽ có được một cái chiến thắng gọn gàng trong ngày hôm nay hay MB sẽ gỡ lại được một đều trong cặp trận đấu này.